Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định số 25 về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố lộ trình 2019-2022. Theo đó, giá nước năm 2019 sẽ tăng từ 5.300 đồng một mét khối lên 5.600 đồng một mét khối đối với hộ dân cư. Riêng hộ nghèo và cận nghèo vẫn giữ nguyên là 5.300 đồng một mét khối. Năm 2020, giá nước bán lẻ sẽ tăng lên 6.000 đồng một mét khối đối với hộ dân cư và 5.600 đồng một mét khối đối với hộ nghèo và cận nghèo. Năm 2021 là 6.300 đồng một mét khối đối với hộ dân cư và 6.000 đồng một mét khối đối với hộ cận nghèo, hộ nghèo. Năm 2022 là 6.700 đồng một mét khối đối với hộ dân cư và 6.300 đồng một mét khối đối với hộ nghèo, cận nghèo. Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và áp dụng cho định mức sử dụng đến 4 mét khối một người một tháng. Định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn, căn cứ theo sổ hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước. Trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng chung một đồng hồ nước thì tính định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng hồ nước. Trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà để ở có thời hạn hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên được tính định mức như nhân khẩu thường trú. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019. Kính thưa quý vị, nhiều người vẫn thường nghĩ đồng tiền là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này, để rồi từ đó họ đánh đổi bằng mọi thứ chỉ để kiếm tiền nhiều. Trong đó thì tâm lý chung của nhiều người vẫn là đi xuất ngoài lao động sẽ có nhiều tiền hơn. Nhưng rồi, thực tế ấy lại không phải màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Lợi dụng mơ ước này của người dân, các đối tượng lừa đảo tung lưới giăng bẫy người lao động với hàng loạt lời mời chào hấp dẫn để rồi đưa họ vào đường dây buôn người đi xuất khẩu lao động trái phép. Minh chứng là mới đây Công an Thừa Thiên Huế cho biết vừa triệt phá khởi tố 3 đối tượng với cùng tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Và cũng liên quan đến vấn đề nhập cư trái phép, những ngày qua, dư luận quốc tế cũng như trong nước đang rất đặc biệt quan tâm đến vụ việc 39 thi thể được tìm thấy trong thùng container đông lạnh ở Anh. Tất cả họ đều là những người nhập cư trái phép được cho là đi từ Trung Quốc sang. Tuy nhiên, hiện phía Trung Quốc chưa xác nhận 39 nạn nhân chết trong xe container tại Anh là công dân của nước này. Theo điều tra ban đầu, đã có 4 nạn nhân sập bẫy, mỗi người ít nhất đã đóng cho các đối tượng 21.000 đô la Mỹ. Sau khi nhận thông tin tố giác và tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can, gồm Bùi Thị Thu Hồng, sinh năm 1985, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tư vấn đào tạo Hoàng Phát, có trụ sở tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Khắc Trọng là chồng của Hồng, sinh năm 1987, trú tại Tân Phú, Eto Krông Năng, Đắk Lắk; và Nguyễn Văn Chương, sinh năm 1987, trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, với cùng tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Việc ra nước ngoài định cư góp phần hỗ trợ gia đình quê hương phát triển kinh tế là điều tốt đẹp, tuy nhiên cần hiểu biết pháp luật và đi bằng những con đường hợp pháp, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thông cáo được phát đi tối 25 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh xác nhận đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ các gia đình Việt Nam, song cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía Anh. Một trong số đó có gia đình ông Phạm Văn Thình đã gửi đơn tới Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngàn, Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết có khả năng con gái Phạm Thị Trà My là một trong 39 nạn nhân trong xe container. Người nhà cho biết trước khi mất tích, Trà My nhắn tin gửi cho mẹ với nội dung "con chết vì không thở được". Hiện phía cảnh sát Anh cho biết sẽ không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào khác về danh tính cũng như quốc tịch các nạn nhân cho tới khi quá trình xác minh nhận dạng chính thức được hoàn tất để giúp công tác điều tra được tiến hành tốt hơn. Bây giờ sẽ là toàn cảnh của vụ việc này. Ngày 15 tháng 10, container được thuê chở 39 người rời hạt Monaghan thuộc Cộng hòa Ireland. Dữ liệu từ hệ thống định vị toàn cầu GPS cho thấy thùng container đông lạnh đã thực hiện hai chuyến đi giữa Anh và lục địa châu Âu từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10. Nó đã đi qua thành phố Turkey của Pháp, nơi nổi tiếng với những kẻ buôn người săn lùng những người di cư đang tìm cách vượt eo biển Manche sang Anh. Container đã được đưa đi từ cảng bỉ Zeebrugge bằng phà Clementi vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 10. Nó cập cảng Bulfinch ở Anh lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 10. Tại đây, tài xế xe đầu kéo Mo Robinson tiếp nhận nó vào lúc 1 giờ 5 phút và di chuyển đến khu công nghiệp Waterlake thì phát hiện 39 thi thể bên trong nên đã thông báo cho các nhà chức trách. Nhà chức trách Anh nhận định 39 người trên xe tải phát hiện ở Essex có thể đã phải chịu cái rét tới âm 25 độ C. Hiện Robinson và 3 nghi phạm khác đã bị bắt với cáo buộc là ngộ sát và buôn người. Cảnh sát hạt Essex ban đầu tin rằng các nạn nhân gồm 31 nam và 8 nữ đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà chức trách đang điều tra nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch khác. 11 trong 39 thi thể được đưa đến bệnh viện tối ngày 24 tháng 10 để khám nghiệm. Các thi thể còn lại dự kiến được chuyển xong vào cuối tuần.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh xác nhận cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan đến sự việc này. Kính thưa quý vị, tình hình buôn lậu thuốc lá vẫn là một trong những vấn đề chưa bao giờ hết nóng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh có địa phận giáp ranh biên giới. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thế nhưng vì miếng lợi trước mắt, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật vận chuyển hàng cấm. Và liên quan đến vấn đề này thì mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tàn trữ vận chuyển hàng cấm, thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu, núp bóng những bao nhựa đựng hoa sứ khô. Sau đây là diễn biến chi tiết vụ việc. Lực lượng chức năng phát hiện Châu Văn Hậu, 43 tuổi và Lê Nhật Quang, 28 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang, điều khiển hai xe mô tô di chuyển trên địa bàn thuộc xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Khi đến nhà kho của ông Lê Văn Mực, 57 tuổi, tại ấp Mỹ Hạnh C, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, Hậu và Quang mang số hàng hóa trên vào kho, thì bị lực lượng công an kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên 3.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero Z Cost Cut Boy, được giấu trong các bao nhựa đựng hoa sứ khô. Bước đầu, Hậu khai nhận số thuốc lá trên do Hậu đặt mua từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang với giá 39 triệu đồng, vận chuyển đến kho hàng của ông Mực để tập kết và bán cho các đối tượng kinh doanh thuốc lá, thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đầu giờ chiều nay, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc xô xát xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Đây là tỉnh thất nhiều lần tạo dư luận khi từng được xem là nơi mọc lên hoa ưu đàm quý hiếm. Tiếp đó, vào năm 2017, hai nhà sư ở tỉnh thất này dự thi cuộc thi song ca cùng bolero gây xôn xao. Được biết nguyên nhân sự việc là do một cặp vợ chồng dẫn theo nhóm người lạ lùng sục tìm con gái dẫn đến xô xát. Thật sự ra sao, mời quý vị đến với ghi nhận của chúng tôi. Người đàn ông tên Thắng, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cùng vợ và một nhóm người xông vào tỉnh thất Bồng Lai nói để tìm con gái. Sau đó xảy ra xô xát khiến một người trong cơ sở thờ tự này bị thương ở mặt. Vụ việc được một người trong cơ sở thờ tự này quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội, gây xôn xao trong dư luận. Xác minh ban đầu, con gái ông Thắng quen với một người phụ nữ đang sống tại tỉnh thất Bồng Lai và muốn về ở tại cơ sở thờ tự tư nhân này. Nhưng gia đình ngăn cản đưa con gái đi học nước ngoài, nhưng sau đó cô gái này tiếp tục lén về Việt Nam và tới sống tại tỉnh thất. Vợ chồng ông Thắng đến đây tìm con gái đem về, nhưng cô gái lại trốn đi. Sau đó nhóm người kéo đến đây rất đông, những người trong tỉnh thất ngăn cản và xảy ra xô xát. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, tỉnh thất Bồng Lai là một cơ sở thờ tự tư nhân tại địa phương, không phải là một cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo nào. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Như chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị, vào 9 giờ ngày 30 tháng 9 đã xảy ra vụ nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, tọa lạc tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Vụ nổ không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể. Qua quá trình điều tra mới đây, theo thông báo kết luận của công an thì vụ nổ là vụ khủng bố được thực hiện theo chỉ đạo từ một đối tượng người Việt nằm trong tổ chức khủng bố đang định cư tại Mỹ. Cụ thể như thế nào? Sau đây là thông tin chi tiết. Đối tượng gây ra vụ nổ được xác định là Trương Dương, 39 tuổi, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khai nhận thực hiện theo chỉ đạo của Lisa Phạm, một người Việt định cư tại Mỹ, là thành viên nằm trong tổ chức khủng bố. Hiện bị can Trương Dương đã bị khởi tố để điều tra hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Trước đó ngày 30 tháng 9, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở khu vực nhà vệ sinh tầng 2 nằm bên trong Cục Thuế Bình Dương. Ghi nhận tại hiện trường, bức tường dày 20cm bên hông căn nhà bị đổ vỡ, cửa kính xung quanh nổ tung, may mắn không gây thiệt hại về người. Xin được đến với thông tin tiếp theo. Nhà máy in tiền quốc gia là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, kinh doanh duy nhất một ngành nghề là in, đúc tiền và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Sản lượng doanh thu và chi phí phụ thuộc hoàn toàn vào cung cầu tiền mặt, điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Và thưa quý vị, trước đó thì vào tháng 5 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước cũng thông báo bán đấu giá hơn 600 tấn phế phẩm tiền kim loại với giá khởi điểm là hơn 48 tỷ đồng. Và mới đây, nhà máy tiếp tục công bố bán đấu giá số lượng 300 tấn polymer phế phẩm. Doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái chế phế liệu và đang trong tình trạng hoạt động bình thường, đồng thời phải đặt cọc số tiền 100 triệu đồng. Trong trường hợp trúng giá sẽ chịu thêm chi phí bốc xếp, vận chuyển và các khoản thuế khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu và sử dụng polymer. Được biết, nhà máy in tiền quốc gia là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, sản lượng, doanh thu và chi phí phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng nhà nước. Mới đây, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch lấy ý kiến tăng giá tham quan Vịnh Hạ Long từ 22 cho đến 73% theo các tuyến, thời gian áp dụng dự kiến từ tháng 1 năm 2020.
Tuy nhiên, sau khi văn bản được đưa ra thì nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và dịch vụ du lịch lên tiếng phản đối, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo tạm dừng việc triển khai thực hiện các bước điều chỉnh tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Đây chắc chắn là thông tin vui không chỉ cho các công ty lữ hành và dịch vụ du lịch, mà còn cho du khách đang có ý định đến với Hạ Long. Theo đề án, phí tham quan ban ngày của 5 tuyến xuất phát từ cảng tàu giá tăng từ 20 đến 25%, lên 250 đến 300.000 đồng một khách một lần. Trong khi đó, tham quan tuyến 2 và lưu trú một đêm từ mức 550.000 đồng một lần một người hiện nay sẽ tăng lên 950.000 đồng, tăng 73%, và lưu trú 2 đêm từ 750.000 đồng tăng lên 1.200.000 đồng. Tương tự, tuyến 3 và tuyến 4 và có lưu trú đêm là từ 500.000 đồng và 650.000 đồng tăng lên 800.000 đồng và 1.050.000 đồng một lần một người tùy tuyến. Tham quan và lưu trú các tuyến nhiều hơn, mức thu dự kiến từ 1.400.000 đồng đến 1.700.000 đồng một lần một người. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng mức đề xuất là quá cao và bất hợp lý do tăng chưa thuyết phục. Theo đó, nhiều gói tour được bán trước cả năm nên việc thay đổi bất chợt này sẽ khiến nhiều đơn vị du lịch lỗ nặng. Ngoài ra, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chỉ cho 3 ngày để doanh nghiệp góp ý đề án, từ 22 đến 25 tháng 10 là không khả thi.